Di ơi, đừng để cô ta đi. Cháu trai cả, cháu cũng có thể nhìn thấy nó à? Cháu đã nhìn thấy nó khi Di vừa kéo nó ra khỏi cơ thể cháu. Di có thể niêm phong nó không? Không, không, đừng nhắc tôi lại. Tôi vô tội mà. Người uống quá nhiều sẽ không bao giờ thừa nhận mình uống quá nhiều, hư hỏng, cũng sẽ không thừa nhận mình hư hỏng. Người gây hại cho cháu trai ta lâu thế. Lần này ta nghe cháu trai cả của ta nói. Tiểu Miên Miên không cho Sóng Linh cơ hội tiếp tục cầu xin tha thứ. Sau đó Miên Miên đọc thuật phong ấn Sóng Linh cơ. Sau đó dùng một lá bùa để niêm phong. Xin lỗi vì đã làm mọi người chê cười. Dì tôi còn nhỏ, xem thấy bên này vui vẻ nên mới chạy lên đây. Về phần Lâm Nhu vừa rồi muốn đẩy dì của tôi, đây là điều tôi không ngờ tới. Không, thần cầm, nghe em giải thích. Là do mắt tôi quá kém, không biết phẩm chất của Lâm Nhu. Cho nên một lần nữa nói rõ tiểu thư Lâm Nhu không thích hợp làm vợ của Tô thần cầm tôi. Trì hoãn thời gian của mọi người rồi, mời mọi người tiếp tục ăn uống đi. Tô thần cầm, anh không thể làm thế với em. Làm sao có thể như vậy? Tại sao sóng linh trên người Tô thần cầm lại không nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa? Lâm Mai bên ngoài trang viên Tô gia đã đợi ở đây lâu rồi, không bao giờ nghĩ rằng bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, lại thấy em gái mình cũng bị vệ sĩ kéo ra như mình. Em gái tôi bị sao thế? Tô thần cầm đâu? Không phải họ sắp đính hôn sao? Gia đình tôi Tô lão gia bảo, từ giờ trở đi, chị em Lâm gia bị cấm vào nơi ở của gia đình Tô. Nhu Nhu, chuyện gì thế này? Tô thần cầm, ta nhất định sẽ khiến người hối hận về quyết định hôm nay. Không lâu sau, bữa tiệc của gia đình Tô đã kết thúc. Tiểu Miên Miên được cháu trai lớn Tô lão gia tử mang về biệt thự. Cháu trai lớn, dì đã hoàn thành nhiệm vụ của bố rồi, dì về trước. Bố mẹ của dì đều đã ngủ say rồi, trong thư nói để tôi chăm sóc dì trong tương lai. Không thể để dì ấy đi được. À, đúng rồi, dì. Không phải dì đã đồng ý giúp hai cháu trai cố của dì chọn sao? Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Dì ơi, nghe nói hai thằng nhóc nhà cháu trai thứ hai của dì dạo này khóc rất nhiều. Hôm nay còn chưa đến dự tiệc. Vâng, nếu dì đi rồi, sau này bọn họ cũng không dám về nhà nữa. Bây giờ chúng cháu muốn gặp khó khăn biết bao. Như vậy thì được rồi, ta sẽ đi xem như nào. Chờ xem xong rồi mới về nhà. Nói xong Tiểu Miên Miên lấy ra một cái gương bắt quái từ trong túi thỏ, đi thẳng vào nhà với đôi chân ngắn. Đại ca, vừa rồi trong bữa tiệc, anh và dì đã nói những điều trên sân khấu mà em không hiểu. Chẳng lẽ dì Miên Miên thật sự bắt được những thứ đó? Đúng vậy, anh và Lâm Nhu không ở cùng nhau. Chính Lâm Nhu đã lợi dụng sóng linh cơ trên người anh để thao túng anh. Vừa rồi dì Miên Miên đã loại bỏ sóng linh và phong ấn nó rồi. Tô Cẩm Thần vừa nói xong, Tô lão gia tử cũng nói theo nội dung trên thư từ. Lão thất Tô Thần Phi luôn tin tưởng khoa học, cả người đều nghe ngốc rồi. Dì Miên Miên thân thể nhỏ bé như vậy lại có thể dùng tay và chân thu phục sóng linh cơ. Chúa ơi, tôi đã gặp một bậc thầy rồi. Lúc này Tiểu Miên Miên còn không biết mình đang bị thất cháu trai sùng bái. Hắn cầm gương bát quái trong tay nhỏ bé, đi quanh mấy căn phòng, nhưng trên gương bát quái vẫn không có gì bất thường. Xịt, dì nhỏ đang ngủ. Một ngày bận rộn chắc là mệt mỏi rồi. Này ông già, chúng ta giống như vậy cũng không phải là cách hay đâu. Nói sự thật ra, tôi lo lắng dì Miên Miên sẽ không chịu được cú sốc. Dù sao huyền môn, giấc ngủ sâu trong giấc ngủ có thể là cả đời. Gia đình tôi đau đầu vì chuyện này, nhưng không biết trong phòng ngủ Tiểu Miên đang chìm sâu trong giấc mơ đáng sợ. Trong giấc mơ, Tiểu Miên trở về núi. Bố mẹ và những người thân khác đang ngủ trong nhà của họ. Mặc kệ cô cố gắng gọi như thế nào cũng không tỉnh lại được. Bố mẹ, thức dậy đi. Miên Miên đã trở về. Đúng rồi, mẹ từng nói, nếu người nhà Giang gặp khó khăn không giải quyết được, mẹ có thể nhờ thần cốc giúp đỡ. Nghĩ đến đây, Tiểu Miên Miên chạy về phía thần cốc. Đến thần cốc, yêu cầu thầm lặng. Cốc thần thánh, bố mẹ đều ngủ rồi, làm sao để họ tỉnh lại? Làm ơn giúp tôi. Tượng đá thần cốc đột nhiên phát sáng. Một đôi vợ chồng trẻ xuất hiện ở hai bên, trong mắt tràn đầy không nỡ. Con yêu, đừng khóc. Miên Miên bé nhỏ của bố đừng khóc nhé. Lúc này Tiểu Miên Miên mở hai tay muốn nhào vào vòng tay của bố mẹ. Tuy nhiên, hoàn toàn trống rỗng. Bố mẹ, sao hai người biến thành linh hồn vậy? Tiểu Miên bảo Long Quốc Đại để tiến vào thời đại mặc pháp nhiều năm. Các vị thần bắt đầu cướp, hoặc là ngủ, hoặc là tái sinh. Đây là thiên đạo cho kiếp nạn. Giang gia thần bia một tháng trước đã hạ xuống lời tiên tri. Long Quốc sắp có một đại nạn, và người duy nhất có thể cứu được tất cả mọi người là con Miên Miên. Kho báu nhỏ của ta, bố mẹ chỉ là lễ thôi. Đây là một cái bình nhỏ, con chỉ cần dùng bản lĩnh mình học được để được thế giới yêu thích, làm nhiều việc tốt, đổ đầy bình này, bố mẹ có thể về với con. Mẹ và bố luôn ở đó, trong chiếc bình này chờ ngày con đánh thức chúng ta. Nói xong, hai vợ chồng mặt đầy nước mắt và không nỡ dần dần tan biến trước mặt Tiểu Miên.
tôi nhất định sẽ làm tất cả mọi thứ. Miễn là bố mẹ tôi thức dậy. Tiểu Miên Miên vừa khóc vừa dãy giụa, đột nhiên ngồi dậy khỏi giường. Trong lúc hoảng hốt, mới nhận ra mình đã có một giấc mơ. Thì ra là một cơn ác mộng. Bố mẹ nói chuyện trong mơ không thể tin được. Rất nhiều là chống mộng. Tôi sẽ về nhà. Về nhà là có thể đoàn tụ với bố mẹ. Nói xong, Tiểu Miên Miên vội vàng nhảy ra khỏi giường. Tuy nhiên, trong bàn tay nhỏ của cô bé dường như có gì đó rơi ra. Tiểu Miên cẩn thận nhặt lên bình sứ nhỏ trên mặt đất, nhưng lại phát hiện ra giống hệt cái mà mẹ đưa cho mình trong giấc mơ. Phản ứng lại, nước mắt cô bé lại rơi xuống. Dì ơi, đừng khóc, đừng khóc. Không phải hai ngày nữa con có chương trình tạp kỹ muốn gì con cùng tham gia sao? Đã đến lúc thể hiện sức mạnh của con rồi. Đi làm cho dì của con vui vẻ đi. Dì ơi, dì còn nhớ cháu không? Dì nhớ. Dì luôn nhớ thất cháu trai, con thực sự rất hạnh phúc. Dì ơi, dì cùng cháu trai đánh răng, rửa mặt, ăn cơm được không? Nghe này, hai chữ ăn cơm do thần phi nói ra. Hai miệng Tô lão và cháu trai cả Tô Thần Cẩm, sự thèm ăn của tôi đột nhiên trở nên áp đảo. Miên Miên cùng thất cháu trai đi ăn cơm. Nhưng bố mẹ không ăn cơm được nữa. Bố mẹ đều ngủ rồi. Dì gọi họ, họ đều không tỉnh lại. Ôi, chết tiệt thật. Sao tôi lại không ngờ ông cố và bà cố bây giờ không ăn được? Nhìn đôi mắt khóc của Tiểu Miên Miên đỏ như một con thỏ nhỏ. Mọi người đều không biết phải an ủi như thế nào. Và tại thời điểm này, giọng nói của cháu trai cả Tô Thần Cẩm đột nhiên truyền đến tai dì Miên Miên. Chỉ cần dì làm nhiều việc tốt tích lũy công đức, ông cố và bà cố sẽ tỉnh lại. Ông cố và bà cố là ai vậy? Dì không biết họ. Dì chỉ có bố và mẹ. Bố mẹ, hãy tỉnh lại. Nếu tính theo thâm niên, cháu trai gọi ông cố và bà cố của cháu là bố mẹ của dì. À, dì biết rồi. Nhưng mà dì vẫn muốn bố mẹ lại để dì khóc một chút. Một chút là được rồi. Dì cứ khóc mãi cũng chỉ lãng phí thời gian. Tốt hơn là hành động càng sớm, bố mẹ dì sẽ thức dậy càng sớm. Đại ca, anh nói chuyện nhẹ nhàng một chút. Không được, thêm một chút lặp lại như tôi. Ông anh này lại làm gì của chúng ta sợ hãi nữa. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ. Cháu trai cả nói rất đúng. Ta cứ khóc mãi cũng không giải quyết được vấn đề. Để bố mẹ thức dậy sớm hơn, tôi chắc chắn sẽ đổ đầy bình nhỏ này. Dì Miên Miên làm tốt lắm. Cháu trai lớn có thể cho dì mượn rùa của cháu không? Ông đống chính là hôm qua khi giúp cháu. Ta nhìn thấy cháu trai lớn nuôi một cái đống lớn trong sân. Mẹ ta nói ông đống là họ hàng của Tiên Thiên Huyền Vũ, dùng rùa tính toán là chính xác nhất. Không vấn đề gì. Không lâu sau, người hầu đặt con rùa vào chậu nước và gửi đến phòng. Tiểu Miên Miên ngồi xuống bên cạnh chậu, giọng như đang nói chuyện với rùa. Rùa, xin chào. Miên Miên nhờ bạn giúp tính toán một chút. Tính xong cho bạn một phần thịt ăn được không? Đại ca, anh có thể hiểu được không? Anh nói gì của chúng ta có khóc đến ngớ ngẩn không? Nói chuyện với một con rùa. Tôi không biết, nhưng có vẻ như gì của chúng ta có một chút khả năng. Rùa nói lát nữa muốn ăn tôm lớn có thể xin cháu trai miệng lớn không? Ăn miếng lớn. Tôi sẽ nhờ người lấy cho bạn. Lời nói vừa rơi, các cháu trai Tô Thần Phi liền nhận được một cú đấm từ Tô lão gia tử. Tiếng ồn ào vang lên khắp phòng làm việc.